Chào hai em nhé. Rồi ok em. Chưa bao giờ được say à? Chưa bao giờ được say, lần này phải say hả? Mai này sang năm này đi Hàn Quốc à? Chào với các em đẹp, với cả các bác chủ nhà, là đây là thằng em đẹp trai nhất tỉnh Bắc Ninh. Đấy. Đấy. Tuấn đẹp trai. Đây là Sơn Đô Lắc này. Sơn Đô Lắc thì là cái lót nó hơi xanh xanh. Đẹp điểm của Sơn lót. Hơi xanh xanh. Đây là em này là Nguyễn Thiện Nhân. Đấy. Em đã từng du học về thi công sơn các nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc, và chuẩn bị chưa vợ. Và em Nguyễn Thiện Nhân này thì chưa vợ và đứng cạnh phụ nữ rất là run tay cứ run. Cái ý là cảm động. Ý là rung động. Còn anh này thì là nhìn thấy phụ nữ là thôi không biết nói gì, đứng hình luôn. Tuy cao to đẹp trai. Chào tất cả các trong bà con đang xem livestream của anh Phan Ngọc Anh đến từ Kim Cương Mắng Nổi, Lạc Cổ. Chào anh em. Chào 5.000 anh em. Đây anh em đây. Chắc anh em lúc này là tổng kết thôi. Đấy anh em FC này. FC anh em rau dưa Alpha. Chào anh em nhé. Mày đội thi công anh em và những người bạn tại Việt Nam là đang thi công cho một ông anh nhà máy Thái sử dụng sơn Dulux. Khách cần sơn nhà hãy liên hệ với nhà phân phối tổng kho sơn Liên Anh, Thuận Thành, Bắc Ninh nhé. Tất cả các hãng sơn, các loại sơn. Cứ khách mong muốn có thể gọi điện liên hệ tất cả các hãng thì có giá hợp lý và bán luôn.